Do ảnh hưởng của COVID-19, thị trường Valentine năm nay cũng khác lạ hơn mọi năm, khi quà cho lễ tình nhân không chỉ có hoa hồng và chocolate, mà còn xuất hiện thêm những bó hoa được trang trí kèm theo khẩu trang, bình rửa tay khô, xà bông phòng, chống dịch. Nội dung được chuyển tải trong bó hoa thời COVID-19 được nhiều người chia sẻ là phải khỏe mạnh thì mới có sức để yêu. Xem ra, giới trẻ rất sáng tạo và mạnh mẽ đối diện với mọi hoàn cảnh trong tình yêu. Dạ, Valentine năm nay em không có đi chơi với người yêu. Tại vì người yêu làm cả đêm, nhưng mà em sẽ đi chơi với bạn của em sẽ đi coi phim. Có, thì em nghĩ là em đi coi phim em sẽ đeo khẩu trang mà. Không nhau có sợ nhiễm anh luôn em không? Đeo khẩu trang vô hùng luôn. À, thử bạn hả? Anh đâu đeo khẩu trang lên thấy không? Không bình thường. Tại Đà Lạt, xứ sở ngàn hoa cũng ảm đạm hơn trong ngày Valentine 2020, khi hoa hồng rớt giá vì người đến mua hoa ít đi do sợ lây nhiễm khi ra đường đến nơi đông người. Mặc dù vậy, việc thể hiện tình yêu trong ngày lễ tình nhân vẫn không thể thiếu khi các bạn trẻ lẫn những người lớn tuổi đều có cách riêng của họ để dành cho nửa kia của mình những lời nói có cánh nhân dịp này. Tình yêu của cô chú hay là của những cái đôi trai gái từ xưa, cách đây khoảng 3-40 năm thì nó rất đơn giản. Tôi cứ thấy hòa hợp trong tình yêu ấy và đến với nhau rất là vô tư, rất là trong sáng. Còn bây giờ thì nói chung là lớp trẻ bây giờ nó nhạy cảm nhiều hơn. Ngày Valentine thì là ngày lễ tình yêu dành cho những cặp đôi đang yêu nhau. Tặng gì em? Tặng hả? Không, sẽ dây chuyền, sẽ dây chuyền. Cô chú là có nhiều kỷ niệm lắm. Thứ nhất là hồi cô đi học sư phạm, chú cũng học sư phạm, tức là học đại học sư phạm Vinh. Cái thời là hai người cùng làng, và chiều thứ bảy đi về thì gặp nhau, tình yêu phát xuất từ đó. Nếu mà không cãi nhau thì nó nhạt quá, cũng phải có đôi lúc cãi nhau rồi giận hờn này kia. Nên thôi thì trai tặng con gái thì còn nghe được, muốn gì em phải tặng. Ngày xưa tình yêu nó rất đơn giản, chân tình, rất vô tư, chân tình. Chú làm một bài thơ, rồi là hát nhau là những bài hát rất là hay. Tức là những cái kỷ niệm đó là thật tuyệt vời lắm.